Một món đồ độc lạ trong bếp nhà mình chính là cái máy xay sinh tố cầm tay này của B. Nếu mà chỉ xay thôi thì làm sao lọc được cái lít đồ độc lạ nhà mình được. Em này còn làm được kem có cả dây đeo nữa, dễ thương cực, mang ra ngoài thoải mái luôn. Khúc này đúng là vật chất quyết định ý thức các bạn ơi. Có máy đẹp bình sinh một cái là có động lực luôn. Trước buổi chạy ngày hôm nay thì mình sẽ làm kem xoài chanh dây nhá. Chỉ một thao tác ấn vào nhà thế này thôi này, xong rồi mình đổ vào khuôn. Trong cái lúc đi tập thì mình trữ trong ngăn đá, lát về nhà ăn là vừa đẹp luôn. Tiếp theo thì mình sẽ làm sinh tố dưa hấu chanh vàng nha. Món này mình học lỏm được ở All Day Coffee. Một quả ngọt, một quả chua, thêm chút đá là mát rượi rượi. Ly này thì mình làm cho bạn trai, được cái là cả hai đứa đều mê sinh tố. Làm sẵn thế này rồi để trong tủ cũng rất là tiện. Những lúc khác là chỉ cần mở tủ ra là có cái để uống luôn rồi. Nhiều bạn thấy mình bỏ đá chắc là sợ lắm, nhưng mà em mình có lưỡi dao 12 cánh với công suất 70W. Xoay khoảng 40 giây là đá tan vào nước luôn rồi ý. Mình chỉ cho vài viên tạo mát thôi. Cái ly sinh tố dứa cam này thì mình sẽ mang theo buổi tập ngày hôm nay nha. Đây nha, bây giờ mình chỉ cần thay cái nắp xay bằng nắp bình thôi là có ngay một cái bình xinh xắn rồi. Nhìn vừa gọn gàng mà cầm cũng rất chắc tay luôn. Mình khoái cái khúc này cực, ngồi móc quai đeo vào cho cái bình ý. Xong rồi đeo lên người cũng rất dễ thương nữa. Hy vọng là hôm nay sẽ chạy được nhiều. Mình xách ra phòng tập tiện cực. Lúc chạy xong mướt mải mồ hôi mà được uống luôn thì nó đã gì đâu. Ngồi nghỉ một chút rồi mình đi về nhà. Mở tủ ra đã có kem ăn luôn rồi. Mát quá trời mát. Nghĩ lại thấy dỗi ghê luôn. Hôm trước mình mua hơn một củ lận đấy mà hôm nay trên TikTok shop chỉ còn nửa giá thôi nha. Bạn nào thấy deal tốt nhớ chốt ngay vào luôn, chứ đừng để như mình lỗi nặng.